Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Vì có rất nhiều bạn kêu tôi reaction MV ca nhạc đi. Và hôm nay có một MV ca nhạc mới ra, đó là MV Chấp Nhận. Vì thế hôm nay tôi sẽ quyết định reaction MV ca nhạc Chấp Nhận cho bạn xem. Bây giờ tôi sẽ vào Google gõ Chấp Nhận nhé các bạn nhá. Ca khúc Chấp Nhận. Chấp Nhận. Đó. Đó, ra đầu tiên luôn. Ca khúc Chấp Nhận của Lam Anh, Lauren Kid và Phúc Cây. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm vào xem. Nghe MV ca nhạc là phải cho to tiếng lên, nghe cho nó phê. Ok, let's go. Let's go. Ui ôi. Mới vào đã có cái chai này hay là cái gì bị đập vỡ nhỉ? Cái chai là cái cốc bị đập vỡ gì đấy. Ui, giật cơ mình. Ui dồi ôi. À, chai rượu tôi nhìn giống chai rượu lắm. Thì đây là lần đầu tiên tôi reaction MV ca nhạc. Có gì sai sót thì tất cả các bạn thông cảm cho tôi nha. Ok, let's go. Lắng nghe nhạc thì chúng ta phải tĩnh lặng để nghe nhạc nha. Tôi cũng không nói gì cả, nghe nhạc cho hay. Woohoo, let's go. Gái xinh các bạn ơi. Tôi cũng giống như bao người đàn ông khác, thấy gái xinh là lại thấy sao xuyến. Đấy. Mới vào MV thôi là thấy Phúc Cây và một bạn nữ rất là xinh đang có vẻ là cãi nhau. Ok. Cảm giác nó khiến anh rất là ngỡ ngàng trong phút chốc bàng hoàng mà đã làm thêm biết. Rap. Chúc mừng của anh như là em cứ đem anh mơ ước. Anh là lũ bố của em là điên thuyền. Cuộc sống lắm rất bom tiền cậu. Phúc Cây rap rất là hay. Mà ta không có công phim. Áp lực công việc khiến đôi ta mệt mỏi và sống thiếu em. Có thể anh sẽ đi. Nhưng mà thiếu em quá tất cực. Anh đã quá thay từ lúc biết nhớ. Cái gì đấy các bạn ơi, ôi. Tôi tua lại nha, ôi, cái gì đấy? Tôi cũng là một sinh linh bé nhỏ, tôi cũng là người đàn ông. Nhưng mà tôi nhìn thấy một cái cặp véo nó lung linh quá thì tôi sao phiến các bạn ạ. Ok, không chú tâm nhá. Đây là MV ca nhạc, chúng ta không chú tâm vào những vấn đề ngoài lề. Không vú, không véo gì cả, ok? Không xem véo nữa, không xem vú nữa, ok? Xem tiếp. Wow. Và đây là ca sĩ Lam Anh các bạn ơi, rất đẹp trai, rất là bảnh trai. Ôi. Tôi ước gì tôi đẹp trai như thế, nhưng rất tiếc. Tôi là một thằng xấu trai. Xem tiếp. Tôi cũng là một sinh linh bé nhỏ. Tôi không thích gái xinh. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy Chúa, con còn lứa tuổi học sinh. Lạy Chúa. Tôi không nhìn véo lại nhầm nhầm. Tôi không ngắm gái. Ok, đây là MV ca nhạc. Không ngắm gái. Tiếp tục không ngắm gái nhé. Thật sự rất là xinh. À nhầm. Thôi tôi xem tiếp đây. Ôi. Thất tình rồi. MV thất tình rồi. Uống rượu là thất tình rồi. Tôi chắc chắn thất tình rồi. Thất tình. Quay trong MV rất là đẹp luôn. Không, tôi không biết chỗ này chỗ nào nhưng thực sự là nhìn phong cảnh rất là đẹp. Ôi trời, các bạn nhìn thấy cái gì chưa? Tôi không muốn dừng vào lúc này, các bạn nhìn này, cái gì thò ra đây? Các bạn nhìn cái gì thò ra đây? Tôi chỉ là sinh linh bé bỏng thôi. Tôi cũng có cảm giác các bạn ạ. Các bạn nhìn cái gì thò ra đây? Đùa chứ. À được. Đây là MV ca nhạc, không vếu không vú nhá, không vếu không vú anh em mình xem tiếp. Cảnh rất là đẹp. Chỉ mong sao được cười nhiều hơn nước mắt. Anh đã cố giữ tay em thật. Cảnh này là cảnh nóng nha các bạn, chưa đủ 18 tuổi các bạn lên lưu ý nhá. Ok, xem tiếp. Đùa, nhìn nghiêng các bạn nhỉ, góc nghiêng thần thánh. Ôi, nhìn bạn diễn viên nữ này đẹp thế.
góc nghiêng thần thánh đấy. Trong chụp ảnh cũng giống trong quay phim có cái góc nghiêng gọi là thần thánh là như này đấy, quá đẹp, quá tuyệt vời. Chẳng hình bóng của em tự biến trong tức khắc, không được bên em để chở che. Đây là Lauren Kid các bạn ơi, đây là Lauren Kid nhìn rất đẹp trai. Đẹp trai kiểu này giống Hàn Quốc này, giống Hàn Quốc kiểu như để lại tóc kiểu này ấy. Mâm 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 kiểu này giống Hàn Quốc cực luôn ấy. Đánh cả vua này, đánh cả vua này. Ok xem tiếp này. Rất đẹp trai Hàn Quốc. Bắt tay này. Ô sò gì đấy, sò gì đấy, sò gì đấy. Vừa vừa có cái cảnh sò gì ấy nhỉ. Ôi giời. Mình nhìn nhầm, đây là sò vai nha các bạn nhá. Sò vai nhá. Anh em mình đây là MV ca nhạc, anh em mình không nên nghĩ linh tinh. MV ca nhạc không được nghĩ linh tinh nha. Đây là sò vai nha các bạn nhá. Sò vai nha. Rap, rap rất là hay. Hình như đây là MV nội dung là một cô gái phản bội đang nói chuyện mình với dai đấy. Cuộc sống nó không biết trước điều gì các bạn ạ. Các bạn yêu có thể 100 người hay là 200 người đấy, nhưng mà đến lúc kết thúc thì chúng ta không biết chúng ta đi cùng ai đâu. Các bạn đừng lên nói xem tiếp, xem tiếp, xem tiếp. Đi trong mưa luôn à, thất tình đi trong mưa luôn các bạn ạ. Đi trong mưa luôn. Một tình yêu, một tình yêu trong bao phố. Đang đi chơi bạn trai mà bỏ đi nghe điện thoại. Không được. Thế là không được nha các bạn nha. Các bạn đi chơi cùng người yêu thì các bạn nghe máy trước mặt người yêu luôn. Nếu mà có gì giấu giếm thì chúng ta mới phải đi ra chỗ khác thôi. Rất là buồn cho bạn Nam Anh. Buồn. Người yêu gọi là phản bội. Phản bội. Không sao, xem tiếp. Đấy cũng chỉ là MV ca nhạc thôi mà. Ok xem tiếp nha. Các bạn để ý lời nhạc không? Lời nhạc rất là hay chứ. Cái ý là cái nhạc nhạc của bài hát ấy rất là hay chứ các bạn em này. Nó rất là vần chứ. Tôi chỉ để ý là có diễn viên đang làm ngủ nhá, tôi không nhìn thấy cái gì nhá. Bây giờ tôi sẽ nói thật nhá. Vế của diễn viên nữ rất là to. Mắt to luôn ý. Thật sự tôi chỉ là một thằng nào đâu, vì thế tôi nói thật với bản chất của tôi. Vế em diễn viên nữ rất là to và đẹp. Ok xem tiếp nha. Không bàn về cái này nhá. Đây là MV ca nhạc về chúng ta không nên bàn về vế nhá. Cắt nhá. Thật sự là cái diễn viên nữ này là một thiên thần trong mắt của tôi, còn không biết trong mắt các bạn là diễn viên nữ này là như nào, nhưng mà trong mắt tôi là thiên thần. Tôi không nhìn cái gì khác nhá, tôi chỉ nhìn mặt bạn diễn viên nữ nhá, rất là xinh nhá, tôi không nhìn một cái gì khác luôn. Ok xem tiếp MV ca nhạc. Nụ cười thiên thần. Ủa? Anh phải làm sao? Em có biết tại vì sao mà người ta thường bỏ lỡ một người rất tốt, rất yêu thương mình không? Thì đó là cách cuộc đời dạy cho ta biết hay tự trách. Ba năm thần,
mắt đẹp trai luôn, siêu đẹp trai luôn, không còn gì diễn tả về ba ca sĩ đỉnh nhất của chúng ta, đó là Lam Anh, Lauren Kit và Phúc Cây. Đẹp trai vô cùng luôn. Người bình thường gọi là đẹp trai VC đấy, tôi gọi là đẹp trai vô cùng nhá, các bạn đừng nghĩ linh tinh nhá, đẹp trai VC đấy. Xem tiếp nào. Chấp nhận hết. Chấp nhận hết. Gọi là anh em nhìn được, nhìn có vẻ Lam Anh sắp khóc rồi, đúng rồi. Lam Anh khóc luôn này. Tức là bị Liêu phản bội ấy, Lam Anh khóc luôn này. Các bạn nhìn mắt bạn Lam Anh này. Khóc luôn đấy, khóc thật đấy, là nhìn này. Kể cả trong cuộc sống thực tế thôi, nếu mà bị phản bội thì các bạn biết cảm giác rồi đấy. Tồi tệ vô cùng luôn. Vì thế các bạn hãy lựa người yêu cho đúng nha. Đừng như bạn Lam Anh này, lựa phải người yêu là gì nhỉ? Ngoại tình. Tức là không trung thủy đấy. Các bạn lên lựa người yêu chính xác nha. Ok, vậy là tôi đã review xong cái ca khúc Chấp Nhận. Và theo cảm nghĩ tôi là cái ca khúc này rất là hay. Và nội dung của cái ca khúc này là một chàng trai bị phản bội của một cô gái, xong là chàng trai đấy liên kết với bạn bè của chàng trai, và tức là cho cô gái đấy nhận ra ấy. Về phần nhạc thì nhạc nó rất là êm tai, nó rất là dễ nghe. Ok, vậy là tôi đã reaction xong. Các bạn nào muốn nghe thì các bạn hãy lên mạng gõ chữ Chấp Nhận ra, lên Google hay lên YouTube gõ chữ Chấp Nhận ra thì nó sẽ lên đầu tiên luôn. Ca khúc Chấp Nhận nó sẽ lên đầu tiên luôn. Các bạn cứ bấm vào nghe. Và tôi để link video ở phần mô tả nha. Các bạn muốn nghe thì các bạn hãy bấm vào phần mô tả, các bạn click vào link ở phần mô tả các bạn xem nha. Vậy là xong clip. Thì đây là lần đầu tiên tôi reaction một MV ca nhạc, có gì sai sót thì các bạn thông cảm cho tôi nha. Ok, cảm ơn các bạn xem clip của tôi. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn.